Lì lắm trời. Tối nay Hiền có đi coi phim không? Phim đó kìa. Ôi, bữa nay mới 15 mà. Mai bó đúng không? Có nhưng mà em sợ hết vé rồi. Họ đặt trước hết đơn. Mấy ngày đầu chưa? Chắc coi 2D, 3D đau mắt lắm, về cũng mệt lắm. Trời ơi, nhìn thấy nó rớt đó mà nó không chịu ra trời. Bình thường mấy cái mụn này nhìn phát là bốp ra liền, con bé nên cứng ngắc luôn.
mụn hạ mà đang thui đấy kìa, đụng phát ra liền luôn. Thằng bé này dùng hết công lực luôn, bị chí nó mắc chặt ở trong luôn. Thì được rồi. Nghiêm chứ chị nghe. Đi đâu? Làm chi? Hả? Cưới ai? Ủa chứ em cưới rồi mà. Chưa, bạn bè chồng chưa làm đó. Chị đi nặng mụn nhiều vô là được. Con là mụn ngay vậy mà. Đợt đi đời đó thổi đó. Đúng. Mình chỉnh 20 thì xong. Tao mấy ngày đi ra bắt gặp toàn là chi chi không. Rồi trời, chỗ nó chắc đào lắm thôi. Đào mà cầm bán xỉu. Thiệt sự có tức ghê. Không bị trăng hơn. Có thử được rồi, thả lỏng xem nghe, thả lỏng nghe. Tiếp nha. Cục dưới này già quá à. Đấy.